Thưa quý thính giả, vào cuối tháng 8, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã loan báo là sẽ có một tòa tổng lãnh sự thứ hai của Việt Nam được mở cửa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào tháng 9. Chiều Chủ nhật, 20 tháng 9, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston đã có một buổi biểu dương lực lượng để phản đối Hà Nội trước việc mở thêm lãnh sự quán tại đây. Và chiều ngày thứ Sáu, 25 tháng 9, một số đông người Việt cũng đến để bày tỏ sự phản đối tại cao ốc của ngân hàng American National Bank trong khu Tây Nam của thành phố khi có tin Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham dự buổi họp tại đây. Hiền Vi tường trình từ Houston. Mặc dù đã bắt đầu vào thu, nhưng Houston vẫn còn rất nóng với những cuộc biểu tình phản đối việc nhà nước Việt Nam mở thêm tòa tổng lãnh sự tại đây. Trong chưa đầy một tuần mà đã có hai cuộc biểu tình lớn tại Houston, và chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, có khoảng trên 4.000 người đã tham dự một cuộc biểu dương lực lượng để phản đối việc mở một tòa tổng lãnh sự Việt Nam thứ hai tại Hoa Kỳ. Ngoài cư dân của Houston và vùng phụ cận, còn có rất nhiều người Việt từ các tiểu bang xa xôi về tham dự như Florida, Louisiana, Georgia, California, Washington DC, Tennessee, Nevada. Trong lần biểu dương này, ông Trương Như Phùng, trưởng ban đặc nhiệm biểu tình chống tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston đã khẳng định là sẽ tiếp tục những cuộc biểu tình phản đối cho dù chính phủ Mỹ và Hà Nội đã có quyết định. Xin quý đồng hương tại Houston, cực lực, tránh như một cô đồng biểu tình trước tòa tổng lãnh sự Cộng sản khi có ngày giờ gia đình. Chúng ta có biểu tình, biểu tình, biểu tình. Có rất nhiều biểu ngữ viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh như nhân quyền cho Việt Nam, chính phủ Việt Nam độc tài, không giao thương, không viện trợ, không mở tòa lãnh sự. Cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận không chấp nhận tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston. Một người đến từ tiểu bang Minnesota nói lên suy nghĩ của cô. Và mình cần phải đến đây, tại vì mình không thích cộng sản. Mình nghĩ là vấn đề đó thì chắc chắn là không rồi. Tại vì người ta đâu có bằng lòng mà đại diện, dân chúng lưu dân người ta không có bằng lòng thực sự có mặt của cộng sản ở đây. Bà Chiêu, cư dân Houston khẳng định là người Việt tại Houston không cần một tòa lãnh sự Việt Nam. Chúng tôi không cần họ đi biểu tình thì yêu cầu họ đi chỗ khác chơi vậy được rồi. Đến chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, trước nguồn tin là sau khi tham dự Đại hội Liên Hiệp Quốc ở New York, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến Houston và sẽ có buổi họp tại ngân hàng American National Bank, nên hàng trăm người Việt đã kéo đến phản đối Chủ tịch nước Việt Nam và phản đối việc mở một tòa lãnh sự Việt Nam. Đoàn người biểu tình đã hô to những khẩu hiệu như đả đảo Nguyễn Minh Triết, nhân quyền cho Việt Nam, đả đảo Cộng sản. Không chấp nhận tòa lãnh sự Việt Nam. Ông Xanh cho biết lý do tham dự biểu tình. Tất cả đồng bào chúng ta, đồng hương chúng ta ở đây một lần nghe thì cộng sản là rung rần. Rung rần vì cái dã man của họ, rung rần vì cái phi nhân tộc bản địa của họ mà chúng ăn đứt giết bao nhiêu người và đã hại dân tộc Việt Nam. Hôm nay chúng tôi nghe lập tòa lãnh sự đây, tất cả đồng hương ở đây 100 người như một cước cước đến biểu tình và đá đạo cộng sản, đá đạo cộng sản. Một người khác lại cho rằng việc nhà nước mở tòa tổng lãnh sự tại Houston là một thách thức với cộng đồng người Việt. Mình mới nói lên cái tiếng nói của người hải ngoại mà trong nước không nói được thì mà ở đây mình nói chứ. Mọi người Việt Nam tự do, tự nạn, cộng sản là phải tới đây, dứt khoát vậy thôi. Đem tới đây mà nó làm tòa lãnh sự ngay cái trung tâm của người Việt Nam như vậy, đó là một sự khiêu khích. Mà cái sự khiêu khích đó là không chấp nhận được, mình phải chống nó vậy thôi. Cô Mary Lynn thì nói rằng, mình là người tị nạn, mình không muốn có cộng sản hiện diện ở trên đất Mỹ này. Và tụi em tới đây ngày hôm nay để muốn, thứ nhất là để đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Thứ hai là muốn tẩy chay cộng sản ra khỏi cái vùng tị nạn của mình hiện mình đang ở. Bởi vì mình là người ra đi, tức là mình đã không chấp nhận cộng sản ở bên cạnh mình nữa.
Cho nên mục đích của em tới đây để là chống lại cộng sản, mở tòa lãnh sự tại trong cộng đồng tị nạn Việt Nam. Dù nhiều hay dù ít, mình cũng phải có một cái tiếng nói. Nếu mà mình cứ yên lặng, cái chính phủ Mỹ này họ nghĩ rằng người Việt Nam mình qua đây vì cơm, vì áo, mình phải vì chính trị, tìm tự do cho dân chủ Việt Nam. Anh Nguyễn Trung Lễ cũng bày tỏ lập trường của anh. Cộng đồng Việt Nam có cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Chiết và việc mà thành lập cái tòa lãnh sự ở Houston đó, thì chúng tôi cũng có ra đây để bày tỏ cái lập trường của mình. Là người Việt tị nạn thì chúng tôi không bao giờ chấp nhận sự có mặt của Cộng sản Việt Nam với bất cứ hình thức nào, và đặc biệt là với cái tòa lãnh sự ở đây đó thì là một việc không thể chấp nhận được. Và cô Thanh Thủy đã nói là cô không thể ở nhà nấu cơm khi nghe chủ tịch nước đến Houston. Dắt đến nhà đàn bà phải đánh. Nha, em nghe trên đài hiện giờ đang nấu ăn, em không còn lòng dạ nào để nấu ăn được hết. Không nghe được, mà phải nói lên tấm lòng mình trước rồi đã. Vậy, bây giờ anh chạy đi cầm cờ nha. Sau hơn một giờ đồng hồ đoàn người biểu tình bày tỏ sự phản đối, vẫn không thấy sự xuất hiện của ông Nguyễn Minh Chiết và phái đoàn của ông. Và mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng 9, nhà nước Việt Nam cũng vẫn chưa công bố địa điểm và thời gian chính thức khánh thành tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston. Hiển Vi, thông tin viên RFA.